Hi, xin chào mọi người. Video mà mọi người đang xem ở đây được phát trên kênh YouTube của xe đạp Bự Bi. Và cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc xe mang thương hiệu Zoom. Phiên bản của xe này là Zoom 4.0. Mình thấy ở trên xe nó có đóng cái phiên bản. Xe này thì nó là một phân khúc của hãng xe GT. Thành ra là cái khung sườn nó rất là đặc trưng. Nếu mà ai có tìm hiểu qua những cái dòng xe đạp thì mọi người cũng sẽ thấy là ngay cái chỗ mà cái cọc yên của hãng xe GT nó sẽ làm cái khung khá là lạ giống như vậy. Xe này thì nó có kích cỡ là 26 inch thôi. GT là một thương hiệu xe đến từ nước Mỹ và trên xe nó còn những cái tem như là Design in California, USA. Xe là xe Nhật Bản cho nên là trên xe nó vẫn còn đầy đủ mấy cái tem đăng ký đăng kiểm tại Nhật như thế này. Và nó sẽ được phân phối bởi hãng xe SEO. Ở trên xe nó cũng có dán cái tem đó. Đùm xe mang thương hiệu Zotac. Cái đùm này thì rất là hay gặp trong những cái xe Nhật Bản. Phía trước với phía sau nó đồng bộ với nhau. Cấu hình thì xe nó có 3 dĩa và 8 líp. Cùa đề là Shimano Asura, tức là nó có 24 tốc độ số nặng và nhẹ cho mọi người lựa chọn. Phía trước này thì hồi nãy mình có nói rồi, nó cũng sử dụng cái đùm mang thương hiệu Zotac. Nhưng mà đùm phía trước thì mình thấy ngoại hình nó không có đã bằng cái đùm phía sau. Đây là cái phục xe. Phục xe phía bên này thì mình thấy nó có cái lỗ tròn nó bị trống. Tức là cái phần cái nắp vặn ngay trên cái lỗ tròn nó bị rơi mất rồi mà nó không có còn. Xe này hồi nãy mình nói rồi, nó có kích cỡ là 26 inch cho nên là mọi người thấy ở trên cái lớp xe nó có đóng là 26 x 1.25, tức là đường kính bánh xe nó sẽ rơi vào khoảng là 66 cm. Nó sẽ nhỏ hơn những cái xe thể thao khác mà mọi người vẫn hay thường thấy, những cái xe thể thao mà tay cong hoặc là tay ngang kiểu như mọi người thấy người ta hay sử dụng đi thể dục đó, thì nó sẽ có kích cỡ lớp là 700c, nó cao hơn cái xe này. Mặc dù phiên bản xe này thì nó 26 inch nhưng mà mọi người để ý là cái xay chỗ này nó rất là cao. Cọc yên của nó nếu mà hạ thấp xuống thì nó sẽ đụng cái đai ốc ngay chỗ mà mình vừa chỉ. Thành ra là nếu mà mọi người muốn hạ cọc yên xuống hết cỡ thì chỉ có là cưa cái cọc yên bớt một đoạn thì mình mới có thể hạ toàn bộ cái cọc yên xuống dưới thấp để mà sử dụng. Để một chút mình đo cái phần ống đứng ống ngang là mọi người sẽ biết nó hợp với người cao bao nhiêu. Ghi đô bon tăng của xe là ghi đô bằng nhôm và nó có cái thương hiệu GT ở trên xe đồng bộ với thương hiệu xe này. Cái tay bấm xả Shimano này thì ngoại hình ngay cái nắp nhựa nó đã đục màu nhiều rồi và không có còn thấy cái số bên trong, nhưng mà nó vẫn hoạt động rất là ok, rất là chính xác. Bây giờ thì mình sẽ test đến cái đoạn cùi đề, sau đó thì mình đo cái phần ống đứng với ống ngang cho mọi người xem. Trước khi mà đăng lên máy thì mình đã vệ sinh căn chỉnh hết rồi, mua về là mọi người chỉ việc sử dụng. Mọi người thấy cái chỗ cái khung sườn á, ngay gần cái đùi dĩa nó bị lõm vào một tí. Đó là cái cấu tạo khung sườn như vậy nha, cả hai bên nó đều lõm vào chứ không phải là nó bị cấn này kia. Trước kia thì mình bán xe cũng có một số xe nó bị lõm giống như vậy và một số người không hiểu thì nói là xe này nó đã bị cấn, nó bị cong rồi mà lại bán cho họ. Điều đó là không phải, đó là do cấu tạo khung sườn nó như thế. Ống đứng của xe này mình đo 47 nhưng mà có cái phần ống ngang á, nó rất là dài, nó đến là khoảng 58 lần. Thành ra nếu mà muốn sử dụng xe này thì cũng phải cao từ 1m60 trở lên, tốt nhất là khoảng 1m65, tại vì 1m60 đi với lắm. Cái ống ngang nó dài mà, mọi người phải nhòi người đến phía trước nhiều. Tổng trọng lượng của xe này là 13kg, hơn 13kg một tí. Và đây là ngoại hình phía bên còn lại của chiếc xe. Xe này nó có cái phần dây đề ở phía sau nè. Mọi người quan sát thấy là nó sẽ có cái đai ốc ngay chỗ này để mà mọi người có thể đổ cái phanh đĩa vào cái đuôi ngoài sau. Tại vì ngoài cái đuôi ngoài sau nó sẽ có cái đai ốc để mọi người đổ phanh đĩa. Thay vì thông thường là cái đề dĩa nó sẽ đi xuống dưới này rồi nó đi xuống phía dưới, thì khi mà đổ phanh đĩa vào mọi người phải luồn cái dây đề đi phía dưới này đi lên trên ngay cái chỗ cùi đề mới sử dụng được. Nhưng mà mình thấy thà là mọi người mua luôn một cái chiếc xe nó có phanh đĩa còn hơn là mọi người mua chiếc xe không có phanh đĩa rồi đổ vào, tại vì như thế nó rất là tốn kém mà nhìn nó cũng kiểu không có hài hòa cho lắm. Thành ra là tốt nhất nếu mà mọi người thích xe có phanh đĩa thì mua thẳng luôn chiếc xe phiên bản phanh đĩa thì sẽ rất là ok. Đến đây thì cũng đã kết thúc video rồi. Và nếu ai xem video thấy còn thắc mắc gì thì có thể alo cho mình. Số điện thoại thì mình có để ở góc màn hình. Và hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Xe đạp Bự Bi chân thành cảm ơn.